Bệnh về da xếp hạng 4 trong gánh nặng bệnh tật không tử vong. Con người có thể mắc trên 3.000 loại bệnh về da khác nhau mà nguyên nhân là do chất kích thích, dị ứng di truyền, mắc một số bệnh lý và suy yếu hệ miễn dịch. Các nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu cho thấy bệnh da là xếp hạng thứ tư của các gánh nặng bệnh tật không tử vong trên toàn thế giới. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhưng những thay đổi về vẻ bề ngoài để lại những ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý. Theo nghiên cứu của các chuyên gia trường Đại học Calgary, Canada, trong một năm sau khi được chẩn đoán mụn trứng cá, bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm tăng 63% so với người bình thường. Chi phí điều trị bệnh có thể ngang bằng bệnh tim mạch. Theo thống kê, bệnh da là một trong số 24 loại bệnh tác động chi phí rất lớn. Người dân toàn thế giới mỗi năm phải chi khoảng 75 tỷ USD chi phí điều trị bệnh về da. Như vậy, có cách nào để nhận biết và phân biệt các bệnh về da? Làm gì khi da có vấn đề, điều trị ra sao, phòng ngừa như thế nào? Chương trình sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ của phòng khám Đa khoa Ngọc Minh vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 sẽ là cơ hội để cộng đồng nhận được câu trả lời từ bác sĩ Võ Thị Thanh Mai. Ngoài 40 suất khám thể lực cân nặng chiều cao mạch huyết áp và tư vấn cùng bác sĩ, 40 người đăng ký tham gia trực tiếp đầu tiên sẽ được soi da chuẩn y khoa miễn phí. Chương trình diễn ra trực tiếp lúc 7 giờ tại phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, số 262/4 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trò chuyện cùng chuyên gia sẽ được phát sóng trên fanpage của phòng khám Đa khoa Ngọc Minh trong khung giờ từ 9 giờ đến 9:30 để bạn đọc, khán thính giả cùng theo dõi. Chương trình sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân được tổ chức định kỳ tại phòng khám Đa khoa Ngọc Minh vào Chủ nhật hàng tuần. Cộng đồng quan tâm có thể theo dõi các thông tin được cập nhật liên tục tại fanpage phòng khám Đa khoa Ngọc Minh.